Nếu như đây là một món ăn, có ai đó hỏi tôi chỉ nhìn bằng mắt món này có ngon hay không, thì đương nhiên rồi, tôi sẽ trả lời món này rất ngon. Ngày xưa khi mà điện tử mới ra đời ấy, cái máy tính ngày xưa nó phải to bằng cả một cái nhà xưởng. Và cái tốc độ xử lý của nó thì phải nói là chậm, chậm y, chậm mạch, chậm như con rùa. Nhưng mà ngày nay trên tay các bác chỉ cần cầm một con iPhone thôi đã có thể xử lý mạnh gấp cả tỷ lần một con máy tính của ngày xưa. Và đó là lý do công nghệ ra đời. Công nghệ sinh ra để giúp cho cuộc sống này tốt hơn, để làm biến những cái điều mà không thể thành có thể. Trước mắt các bác đang xem một con loa bắt Azay Bát 25, và bên này là một con Azay Bát 30. Các bác có thể thấy được điều gì không ạ? Con Azay Bát 25 gần như nó đứng cạnh cái con Azay Bát 30 này, nó bé, nhìn trông nó rất là tí hon, nhìn trông nó rất là mảnh mai, nó cực kỳ nhỏ bé. Nhưng mà tại sao nhỏ bé mà lại vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của người sử dụng? Thì đó là cái công việc hàng ngày của những người kỹ sư, của những người người ta thiết kế được ra những cái con loa này cho các bác. Azay Bát 25 và Midlow. Midlow để làm gì? Tại sao lại chơi Azay Bát 25? Như các bác đã biết, màng loa càng nhỏ thì cái giải trung nó càng nhiều, nó gần như là các cái loa trung ấy. Các cái loa trung thì thường nó sẽ nhỏ hơn là những cái loa bát. Và nó nhiều lời thì cái nhược điểm của nó là nó lại thiếu cái giải trung trầm. Nó thiếu cái giải trung trầm thì đó chính là lý do tại sao dàn này phải sử dụng Midlow các bác nhé. Azay Bát 25 và Midlow Bát 40. Hiện tại thì bên DVH đã mới nhập một cái mẫu mới này về. Và cái cấu hình dự định em sẽ đưa ra thị trường, đưa ra cho các bác đi làm âm thanh loa đài đám cưới. Đó chính là một cặp súp kép 50, một cặp Midlow và ba cặp Azay. Thì với cái cấu hình này thì dự kiến thì sẽ có thể phục vụ được tất cả các cái đám cưới, đám hỏi mà như các bác đang làm, hoặc các cái chương trình âm thanh sân khấu, sự kiện nhỏ nhỏ thì chơi rất là ok. Và vừa sáng nay thì mới cập bến DVH và em cũng chưa mở thử. Em còn chưa cắm điện, chưa mở thử cái dàn này. Chỉ gọi là vội xếp ra đây để gọi là khoe hàng với các bác để báo cáo cho các bác đang quan tâm loa đài là bên DVH này lại có một mẫu mới nhập về cho các bác, gọi là một phần nào đó nó hồi hộp đi. Thì chiều nay thì em sẽ ráp nguyên cả dàn lên, em sẽ ráp cả dàn máy, cả súp kép, và em sẽ test thử cái dàn loa mini này đấy. Rất là nhỏ gọn nhẹ nhàng và cho các bác xem. Do là em chưa được test thử, em cũng chưa được nghe nhá, em chỉ được nhìn thôi. Nên là nếu mà bây giờ mà ai đó mà có hỏi em là cái bộ này mà có ngon hay không ấy, thì chỉ nhìn bằng mắt, chắc chắn câu trả lời của em sẽ là rất ngon. Ok.